Lúc tôi sang dạy, dạy học tại Đài Loan thì không phải chỉ dạy những cái môn dân tộc nhạc học tại Đài Bắc mà có được đi nhiều nơi, và luôn luôn trong lòng của tôi rất được sảng khoái, bè bạn hỏi thăm tôi chứ đi Đài Bắc từ hồi mấy tháng này anh có thấy cảm giác mình thấy có nhớ Paris hay không. Thì tôi nói rằng cái lúc tôi ở Đài Bắc thì bằng trong hồn của tôi luôn luôn được những cái vui mà làm cho tôi thấy rằng nhớ Paris thì nhớ, nhưng mà ở tại Đài Bắc thì luôn luôn tôi mắt được thấy những danh lam thắng cảnh, mà tai luôn nghe những điệp khúc tình ca, miệng thường nếm như sơn hào hải vị, mà đặc biệt nhất là lòng luôn luôn chan chứa tình người. Tình người vừa cái người học trò vừa đối với thầy, người thầy đối với học trò, tình người bạn đối với bạn. Mà khi mà tôi đến ở Đại Trung thì tôi gặp cái tình người ở nơi một anh tài xế làm cho tôi còn cái ấn tượng rất tốt đẹp mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đi tới vùng Nhật Việt Nam ở Đại Trung là một thú vị. Người bạn cùng đi với tôi nói rằng mình phải giữ chỗ trước, chứ không thôi thì khó mà tìm được taxi đi theo mình trọn ngày. Mà nếu không theo như thế, không thể nào xem hết những danh lam thắng cảnh tại đây. Cho nên người bạn đó đã giữ chỗ luôn 3 ngày để cho anh tài xế đó sáng 6 giờ đi lại, và sáng 7, 8 giờ rồi đi lại rước chúng tôi đi, và đi tới chiều tối mới trở về. Thì bữa đầu sau bữa ăn sáng rồi thì có một chiếc xe taxi đi tới, vừa lên ngồi trên xe còn nói chuyện thì tôi thấy anh tài xế không phải là dòm phía trước mà cứ dòm trong cái kính hậu, dòm mặt tôi rồi dai mặt dai trở lại mà nhìn tôi, mà không thấy một lần, rất nhiều lần. Lúc đầu tôi có ngại ngại, tôi với họ nói nhỏ với người bạn tôi, nói em có thấy rằng trên mặt thầy có cái gì lạ không, mà anh tài xế cứ như vậy là nhìn là thường quá. Thì người bạn nhìn tôi nói không có thầy, bình thường không có gì lạ hết. Đến khi ngừng lại để là một uống nước nghỉ khỏe trước khi ăn trưa, thì chúng tôi mời cái anh tài xế đó vô ngồi cùng uống cà phê với chúng tôi. Thì khi đó anh tài xế là mới bắt đầu nhờ người bạn tôi thông dịch mà hỏi tôi là cái người gốc nước nào, không phải gốc Trung Quốc hay là gốc nước nào. Thì tôi nói tôi là cái người Việt Nam sinh tại Tiền Giang, có thể xa xưa không biết chừng có gốc Trung Quốc chứ, nhưng mà từ ông cố tôi tới bây giờ vẫn còn là người Việt Nam. Thì ông người đó nói ngoài, nhưng mà ông hiện bây giờ ông ở đâu, ông làm gì? Thì nói tôi đang dạy học gì âm nhạc học tại Đại học Sorbonne, rồi bây giờ tôi sang già dạy ở Đài Loan trong vòng mấy tháng trời, gọi là cũng được giáo sư biệt thỉnh ở tại đây. Thì ông có mới nói thế này, tôi có một điều muốn nói với giáo sư là tôi ngày nay là người làm nghề taxi, nhưng trước kia cái nghề tôi là nghề hớt tóc, nhưng tôi không phải hớt tóc cho mọi người, mà tôi chỉ hớt tóc cho một gia đình và coi tôi như là con cháu trong nhà, đó là gia đình của Tuấn Kinh Quốc. Thì tôi trong vòng hơn 10 năm phụng sự một người chủ nhân hậu và người chủ thương tôi như con cháu trong nhà,
Cho nên cái lúc mà người đó không còn nữa thì tôi nghĩ là không thể nào cái bàn tay của tôi mà đi hớt tóc cho bất cứ người nào khác. Cho nên tôi dẹp tất cả những đồ nghề hớt tóc lại để trong một nhà họ, và tôi kiếm một cái nghề khác để mà sống. Thì tôi kiếm được cái nghề taxi này cũng khá dĩ, đem lại cho tôi một cuộc sống bình an ở tại đây cũng mấy năm. Hôm nay bỗng nhiên tình cờ tôi gặp giáo sư, thì tôi thấy giáo sư có một cái nét gì giống cái người chủ cũ của tôi. Cho nên tôi muốn xin phép giáo sư được hớt tóc lại cho giáo sư trong một buổi sáng này, để cho tôi có cảm giác rằng tôi còn dùng những cái đồ nghề đó mà hớt tóc trong một cái người tôi thương quý từ ngày xưa. Thì tôi nghe cái tình trung hậu của một cái người hớt tóc như thế tôi ngạc nhiên. Thì tôi nói tóc tôi cũng hơi dài rồi. Thì ông nói cái đó thì tôi cảm ơn lắm. Thế nhưng mà làm như thế thì mất thời gian của ông và làm cũng như là công chuyện của ông không phải suôn sẻ cho con người tài xế taxi mà là phải đi hớt tóc, cũng không chính là tôi làm mất thì giờ đi nghiên cứu của ông, cho nên đi thăm viếng của ông, cho nên tôi đề nghị rằng tôi bớt 200 nhân dân tệ là hai con, và mỗi ngày tôi đều bớt như thế là bởi vì ông đã đi luôn liên tục trong mấy ngày như thế. Thì cái đó tôi nói hỏi thăm người bạn tôi về cái chuyện tiền bạc tôi cũng có tính. Thế nhưng mà bây giờ tôi sẵn sàng để cho đến nhờ ông cắt tóc giúp cho tôi để cho nó dễ dàng một chút, nhưng mà đồng thời để thỏa được tình của ông, mà tình của ông nhớ lại những người chủ cũ ngày xưa. Thì khi trở về rồi nghe, ông cầm tất cả những món đồ bưng ra như là những món đồ thờ quý long trọng để trên bàn, cầm cái miếng vải vũ nhẹ tràn trên cổ tôi, giúp quý vuốt giúp nếu giúp tóc hai bên nhìn, mở cái hộp ra, cái hộp bằng da, mở trong hộp bằng da trong nó nhung đỏ từ cái dao cạo, cái lông, cái tông đơi, cái này kia, tất cả những dụng cụ của người hớt tóc ngày xưa đúng đoán sạch sẽ. Ông cầm lên, ông vuốt, ông nhìn cái miếng món đồ rồi, ông nhìn tôi, ông vuốt tóc hai bên rồi bắt đầu vô hớt tóc. Thì ông hớt tóc chăm chỉ hớt tóc xong rồi sạch sẽ hết rồi, đàng hoàng rồi. Tới hồi mình nhìn mà lại còn ông sắp sửa sang, ông để lại những món đồ vô trong cái hộp đó, nước mắt ông chảy xuống rồi ông chảy lại lau nước mắt này. Cảm ơn giáo sư. Rồi thì mời những vợ, nó là mời những vợ chạy tới mời tôi uống nước trà, mà tôi còn nhớ ăn mấy món trái cây, mà trong đó bữa đó có một cái mãng cầu mà hái từ trong cái nhà của ông. Thì xem rồi thấy cái nhà của ông trong căn nhà mà trang trí có cả một nơi mà lại để thờ những cái người ông bà cha mẹ mà có thờ của cả tướng Kim Quốc, và để đây là cái chỗ nhà thờ của một người hớt tóc chuyên nghiệp cho tướng Kim Quốc. Thì ra đi tôi rất đi làm thú vị, và thấy có một cái người tuy là làm cái nghề tay chân mà cái tình thương cái người chủ cũ nồng nàn đến nỗi khi gặp một người có cái dáng hơi giống tướng Kim Quốc một chút mà thèm được một cái chỗ có
có được một cái ảo tưởng rằng mình đã hớt tóc được cái người đó, thì tôi cũng đã giúp cho anh đó có được thỏa mãn trong cái ảo tưởng đó. Và từ đó tới sau anh thương tôi mà coi tôi như ruột thịt, đến nỗi hỏi tôi giáo sư ra sáng có thích ăn bánh bao không? Tôi thích bánh bao lắm chứ, nó còn sao gì còn thích cái gì nữa. Tôi thích cái quái mà chiên, tôi chiên giò. Ông nói cái đó thì dễ lắm. Rồi ông hỏi giáo sư có thích uống sữa đậu nành nấu tinh đi phun tinh khiết không? Tôi nói cái đó thì quý vô cùng. Thì nó sáng bữa sau giáo sư đừng ăn lót lòng tại khách sạn. Thì bảy giờ thì tự nhiên thấy ông dưới bưng lên cả đem lên người một cái gói chặt phải dồn rụm bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành liên tục hai bữa như vậy. Là cái lúc cái hồi mà nhìn chia tay để còn thêm một cái món quà, những cái liệt cái cây được cho đem tôi đi đường đi về từ Đại Trung cho tới Đại Bắc. Mà ông quyến luyến cũng như là gặp một cái người chú cũ. Và trong thời gian đi đó thì tùng đi viếng các nơi đó, đi viếng cái nơi quay phim, diễn cái nơi người ta tôn thờ, cũng có những cái làng nghệ sĩ mà có chỗ đi ngang qua cái chỗ đó người ta vẽ hình chân dung hí họa cũng có. Mà đặc biệt có những có một cái người đó chuyên môn cắt giấy đen mà cắt theo profile, thì khách đi đường đi lại tới đó nhìn qua cái tay cắt phía dán lên một cái hình quay giống thì ngồi lấy tiền. Thì khi mà đi tới cái thì người bạn tôi nói cái này hay, ông này hay lắm, để ông cắt cho thầy một tấm để kỷ niệm. Thì lợi ông khi đưa cắt cái ông ngừng lại, ông nhìn tôi rồi cắt tiếp rồi cái gian tiếp rồi cái ông đưa ra. Cái thằng họ nói trả tiền không lấy tiền. Hỏi họ cái con người của họ tại sao vậy, nó bởi vì trong khi tôi các chân dung của ông mà tôi thấy ông giống Tưởng Kinh Quốc quá đi, mà Tưởng Kinh Quốc là cái người tôi ái mộ, cho nên tôi không thể nào lấy tiền của một người mà đã giống Tưởng Kinh Quốc vậy. Tôi xin là tặng cho, thì coi lại là đặt coi lại cho. Thì người bạn tôi nói thầy, ông thầy may quá, thầy giống ai không biết mà giống Tưởng Kinh Quốc là được nhiều người thương lắm. Cho nên ngoài cái anh thợ hơn anh sư phụ taxi này thêm được cái người cắt hình, hai người đều không mà hồi hai người cũng đối với một cách đặc biệt đối với thầy. Thì khi đưa lại cho coi cho anh sư phụ taxi coi thì anh cười nói đúng, anh nói đúng, cái hình này là hình là tôi nhìn thấy này, nếu hỏi ai thì tôi Tưởng Kinh Quốc chứ tôi không có nói giáo sư Trần Nhân Thế đâu. Thì khi ra về rồi bây giờ quay lại tấm hình chụp lại, thấy cái mặt tôi không có mang mắt kiến, nhờ được một người học trò tìm lại trên mạng hình ảnh của Tưởng Kinh Quốc thì thấy rằng có những nét gần giống nhau, nó không phải giống nhau hẳn, cặp mắt có thể khác một chút, thế nhưng mà từ phía dưới thì cái miệng, từ cái phía trên miệng đi xuống lỗ tai dài, đôi mũi to, thì người giống người, nhưng mà sao mình may mắn giống được một cái người mà được người ta thương, chứ phải mình giống những cái người mà được người ta ghét, bị người ta ghét đó, thì có thể là đôi khi đó mình đi taxi mình đã bị đánh giá trong mắt mà không có cái gì thú vị để mà kể lại cho các bạn nghe. Thì do đó các bạn thấy rằng tôi cũng đã được may mắn mà đi được chẳng những cái ngoài cái chuyện mà thấy cảnh đẹp, nghe nhạc hay, nếm món ngon, mà lại còn lòng chan chứa được tình người. Mà tôi không phải chỉ một chuyện về chuyện tình người, còn những chuyện tình người giữa những người nhạc sĩ và những người như ông, những người nhạc sĩ mà có được cả một cái quá trình nghiên cứu và hành nghề như là giáo sư Lương Tại Bình hay như là Trịnh Đức Nguyên,
hay là ông Trương Vũ Lộc. Mà nếu nói theo cái tiếng mà Trung Quốc đó thì là ông Liễn Sải Bình, và là Chuông Tình Lý, giờ Trương Vũ Lộc đó, rồi Sư Trọng Quái là Sư Trọng Quái là tên nhân tên gì thầy quên rồi không? Hứa Thường Huệ. À, Lý Thường Huệ phải rồi. Hứa Thường Huệ. À, thì tất cả những người bạn đó là những người bạn có những cái buổi mà gặp gỡ đầy tình cảm riêng đối với tôi, chứ không phải là một cái người chỉ gặp gỡ qua loa trong cái lúc gặp gỡ một cách xã giao, gặp người khách lạ hay vậy thôi. Nhưng mà từ bắt đầu từ người khách lạ mà cho tới thành tới người thân tình, rồi cho tôi xem được những cái món đồ đặc biệt, chẳng hạn như khi mà ông Giang Sài Bình mà đưa cho tôi xem cả một cái lần tranh mà báo vật của gia đình ông có từ đời nhà Minh, và bề ngoài thì có sơn mài hơn màu hơn sơn mài hai bên, bên trong có cái chữ gì tống gì tống con dấu từ đời nhà Minh, trên cái đờn đó toàn là giấy tờ. Rồi ông lại ngồi cho nghe cho tôi nghe tiếng đờn đó, đờn cho tôi ghi lại, thì tất cả những cái kỷ niệm riêng đó, tôi thấy rằng nếu mà cái lòng của mình không chan chứa tình người, mình chỉ sống dưới một hình thức, thì có thể mình không thể gặp được tình người. Vì vậy mà trong cái chuyến đi ở Đài Loan về, tôi còn